Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ vườn của em Kim. Thì em Kim ở Cali, cách Phước Lộc Thọ khoảng 45 phút lái xe đó. Thì Kim có delivery với là Kim cũng có ship xuyên bang nữa nha các bạn. Thì số phone của Kim là 626-899-8687. Lúc này thì vườn của Kim sell rất là nhiều cây luôn nha các bạn. Kim sell những cây mà bị lỗ luôn á. Thì để bán cho cô chú anh chị và các bạn mình mua, nhà Kim bây giờ cũng có rất là nhiều cây nữa. Cho nên nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào cần mua cây gì đó thì cùng xem video nha. Kim có rất là nhiều cây và Kim sẽ quay và nói giá cho cô chú anh chị và các bạn mình biết luôn. Và đặc biệt bây giờ Kim cũng có sale cả chậu nữa đó các bạn. Chậu 15 gallon á là giá 3 đồng thôi, quá rẻ luôn. Chậu 25 gallon 10 đồng, chậu 35 gallon chỉ có 20 đồng và mua 10 á thì còn được tặng 1 nữa nha. Thì có cả phân 3 số 14 nữa thì có 100 đồng một bịch cho 50 pound luôn. Thì tí nữa trong video thì Kim sẽ nói luôn cho cô chú anh chị và các bạn. Mình chỉ giới thiệu lúc ban đầu thôi. Có rất là nhiều cây cối sale ở trong vườn của Kim. Có rất là nhiều trường hợp mà lừa đảo hiện giờ đó, là những cái tụi mà lừa đảo nó đi lấy hình cây của người ta xong rồi nó bỏ lên trên mạng, nó để giá rẻ xong rồi mình không biết, mình mua rồi mình chuyển tiền cho họ là mất nha. Khi mua cây của Kim á, mình nhớ là phải được nói chuyện với Kim và FaceTime nữa rồi mình mới chuyển tiền nha. Bây giờ thì Kim on sale rất là nhiều cây luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào á mà thích mua cây thì mua vào cái thời điểm này á là rất là rẻ luôn. Kim sale nhiều cây lắm nha. Thì cô chú và các bạn á cùng coi hết video của mình. Kim sẽ quay từng cây những loại gì Kim có đó, rồi Kim chia sẻ trong video này luôn nha. Nếu mà ai mà cần là những cái thùng mà để sang chậu đó, những cái chậu mà 25 gallon á, giá đang bán có 10 đồng thôi mà mua 10 tặng được 1 nữa, quá rẻ luôn. Đây là những cây khế ngọt. Khế ngọt trong chậu 15 gallon. Em có giá từ 150 tới 180. Đây, có những cây đó, có bông rất chỉ là nhiều, có bông có trái không hay là bông không. Đây trái này mọi người nhìn nha, mọi nhìn khế ngọt này, trái này trái dưới đất luôn. Thì mấy cái cây này á, là giá một chậu 15 gallon giá từ 150 tới 180 một cây. Đó. Này là khế ngọt, em có đủ loại luôn, có đủ loại khế ngọt, nó có từ khế cái Đài Loan rồi đến các loại khế khác. Và ở đây em có táo Thái nè, táo thái cây lớn có trái nha, cây rất chi là lớn, gốc khỏe mạnh. Đây cái gốc của nó bằng cỡ ngón chân cái á, còn cái cành của nó nè, nó mấy cái cành như vậy đó. Mọi người nhìn á là cái cây nó rất chi là đẹp khỏe, cái này mình trồng xuống mình có trái ăn liền. Táo Thái á, tuần này em on sale là 180 một cây, chậu 15 gallon. 180 là giá pick up nha. Ship á, thì không có on sale, ship á, là 250, tại vì ship nguyên chậu, nguyên đất và cái cây nó khoảng 10 feet thì cần rất chi là khó ship nha. Đó, táo Thái nó cây rất chi là bự. Rồi đây em có quay sabote là cây bánh kem, cây cực kỳ bự gốc này. Ok, những cái cây này là trồng xuống có trái liền. Chủ nhật em sẽ trồng xuống đất 4 cây, em trồng xuống đất đằng trước 4 cây này, tại cây này em cực kỳ thích ăn đó. Mấy cái cây bự là 180 một cây, cây nhỏ thì 70 đồng. Cây này thì cao khoảng 4,5 feet, 70 đồng. Cây ghép đó, nó cũng nhanh lớn lắm. Nó có cái gốc của nó cơ nè. Rồi
Đây, quay sơ bô tê thì em có nhiều, em có mấy cây bự bự không à. Nhưng mấy cây này là sang năm nó có trái cho mình nè. Loại này nó cực kỳ ăn cực kỳ ngon, rất chi là thích nó. Ok, gốc này. Mọi người nhìn gốc này. Đây, đây là quay sơ bô tê, cây bánh kem. Qua đây thì có Black sơ bô tê. Black sơ bô tê, cây 7 ga lông. Yeah. Cây 7 ga lông thì cái này là 140 luôn tiền ship, 7 ga lông. Rồi nếu mà pick up thì 100 đồng. Cũng có trái nha. 7 ga lông rất chi là nhiều trái nè mọi người nhìn này. Đó. Cây rất chi là nhiều trái, trái bự rồi. Đó, nè. Nó nhiều lắm mà nó rụng bớt đi đó nè. Mỗi mắt là trái trái nè. Đó. Rồi đây là nhãn Hawaii đang có trái nè. Ok, cái hàng này nó có tên tuổi đàng hoàng nha. Đó, cây cao 6 feet đang có trái. Ok, tuần này á, là pick up á, là 100 đồng một cây. Cây cao 6 feet này rất chi là nhiều trái nha. Đó, cái gốc của nó bự chứ không phải nhỏ. Yeah, nhãn Hawaii. Ok, em nâng thử một cây lên cho mọi người coi là, tại vì nó vô chậu rất chi là lâu rồi. Đấy. Nó vô chậu lâu rồi thì dễ nữa nè. Mọi người thấy dễ không? Em ship là em ship nguyên chậu, ship nguyên đất. Em chỉ cắt bớt ngắn bớt ở dưới này thôi. Đó. Em cắt ngắn bớt ở dưới rồi em ship nguyên chậu, nguyên đất. À, ship cây á, ok thì em sẽ bao ship, bao gãy, nếu mà gãy thân, ok thì em sẽ bù lại cây khác. Còn mà nếu mà gãy cành, tại vì cái size thùng nó chỉ được có 6 feet thôi. Nếu mà anh chị nào mà mua cái cây nó trên 6 feet thì bắt buộc em phải cắt đi. Cái cây tre này là 6 feet này, ok, trên cái cây tre đó bắt buộc em phải cắt. Mà nếu mà những cái cây mà em không cắt á, mà em uống lại á, mà nó gãy cái phần trên 6 feet á, là cái đó là mọi người thông cảm giùm em. Tại vì đáng lẽ em phải cắt nhưng mà em không cắt, em uống lại. Nhiều khi hơn thì gặp mà cái người mà giống như cái người giao hàng, cái người ship á, nó vui á thì nó để nhẹ nhàng, mà nó hôm nào nó thất tình nó ném á thì mình không có giống như là mình không có điều khiển được cái chuyện đó. Cái đó là cái sự ngoài ý muốn, thì lỡ mà nó có gãy ở trên thì thông cảm giùm em nha. Chứ ship hàng mà em vừa bao hận nhận hàng vừa bao gãy, mà bao gãy cành luôn là không có làm nổi, không có làm được nha. Đó, em phải nói trước. Rồi 15 ga lông á, thì em đang sale là 140 pick up tại vườn. Đó, 15 ga lông này trái này. Ồ, nó rất chỉ là cao luôn. Thì mấy cái này pick up tại vườn thôi nha. Đó, có những cây nó cao cỡ 7-8 feet nha. Gốc bự 15 ga lông, gốc bự 140, nhãn Hawaii nha. Rồi qua đây em có cây hoa y lăng nha. Cái loại hoa này nè mọi người nha, mọi người thấy cái hoa này rất chỉ là thơm. Em có 3 cây thôi. Và cái cây cao nhất này á, là 180 đồng. Đó, thấy nó cao nó đụng nóc nhà không? Đó, cây này là 180 đồng. Nếu mà ship á, là 220. Rồi tới cái cây thứ hai. Đây, cái cây thứ hai. Thì cái cây này á, là 120 đồng. Nha, chậu 7 ga lông nha. 120 đồng. Hôm trước có một cây nhỏ vậy thôi mà nó có bông rồi. Tại vì cái này là cái chiếc cành nó nhanh có bông. Rồi qua đây á, em có nhiều loại mãng cầu. Cái này là mãng cầu Epichu mà size 15 ga lông. Ok, là tuần này em on sale hết, còn 150 thôi nha. Rồi em on sale bằng Epichu, bằng Lisa, bằng AP1 hay là bằng bằng giá với lại do thái xanh. Rồi đây Epichu nó có những cái cây nó có trái nè, 150 đồng có trái nha, nó có thác nha. Đó, 150 đồng chậu 15 ga lông.
đây Epichu này. Cái này nó tự đậu trái, không có thời gian để chấm đâu. Yeah. Để sát sát nhau thì nó có nhiều phấn thì nó tự đậu. Rồi em còn vài cây trứng gà on sale đặc biệt tuần này. Ok, 7 galon là giá 80 đồng. Em còn vài cây thôi. Có cây thì nó cao cỡ gần 6 feet nha. Ở đây có một cây chôm chôm. Cây chôm chôm này là một chị khách gửi nha. Cây chôm chôm này 80 đồng. Rồi tới mai tứ quý, mai mễ, Mickey Mouse, chậu rất là đẹp luôn. 60 đồng giá pick up. Con này là sale lỗ vốn, nếu mà không bán được thì để Tết bán. Bạch lá đi bán thì nó thành 120 rồi. Ok. Rồi qua đây có hoa ngọc lan này. Em có một cây mãng cầu sầu riêng. Dạ. Yeah. Này em mua chơi nhưng mà em còn một cây em chia lại. Ai thích thì em sale lỗ vốn cho. Ok. 130 đồng thôi. Cây rất chi là đẹp, giá 180, sale 130. Tuần này em sale rất chi là nhiều, sale mạnh luôn nha. Ok. Mận tam hoa 100 đồng. Chậu 7 galon. Rồi hoa ngọc lan 3 galon. Tuần này còn vài cây sale 60 đồng. Đang có bông nha. Yeah. Nó đang có bông, cây xum xê đẹp không? 60 đồng thôi. Rồi hồng giòn có trái nè, trái nè, mọi người thấy nhiều trái không? Cây bự lắm. Chậu 15 galon em sale 70 đồng. Em còn vài cây. Yeah. Ồ cây này sao đẹp dữ ta. Nó cái chóc này nè. Yeah, 70 đồng tuần này. Hồng này là hồng hồng giòn trái lớn này. Ok, chậu 7 galon sale 50. Yeah. Hồng giòn chậu 7 galon sale 50. Còn vài cây. Cái này là giá sale, này là giá pick up nha, yeah, làm biến ship cái mấy cái này rồi. Rồi mít nghệ, ok, mít này. Đó, những cái cây mít như vậy 70 đồng. Khách hẹn nhưng không lấy rồi em sale luôn, mà ra sale pick up thôi. Ship là phải tính tiền cao, tại vì đã sale rồi mà còn ship mà còn bao hàng nữa là phải tính tiền cao hơn một chút. Đó. Chứ khách pick up người ta tới tận nhà, người ta lấy tổ lỗ tiền xăng, tiền này tiền kia, mà mình bán bằng cái giá ship đó, thì người ta không công bằng với lại những cái người mà tới nhà pick up. Đây, cây mít này 70 đồng này, mọi người thấy không? Cây rất chi là đẹp, tán đẹp luôn. Yeah. Mít này á, ok, mấy người khác nói là mít mít tố nữ, ok, nhưng mà em có người thì nói là mít tố nữ thì nó là cái loại khác, nó lá nó có lông. Yeah, em chỉ biết cái tên nó là như vậy thôi. Cái này em sale hết 70 đồng. 70 đồng cây rất chi là đẹp. Cốc thái 5 galon. Ok, đợi em chút qua bên đó. Ok, đây trước nè. Ở đây có hai cây mãng cầu do thái đỏ. Hai cây mãng cầu do thái đỏ này đang có trái này. Sale nó khoảng 6 feet tới ta tới 7 feet. Ok. Mấy cái cây này á là sale. Ok, còn hai cây sale bằng giá luôn cho nó dễ nhớ. 150 đồng. Sale lẻ nha, 150 đồng. Rồi đây cốc thái 5 galon có trái. Sale pick up nha. Cái giá này là giá pick up nha. 60 đồng cây có trái. Dạ. Còn ship thì em sẽ tính tiền cao, tại ship mà đã bao cây bao ấy là phải tính tiền cao, tại vì trừ cái giống như là rủi ro đồ này kia. Thì cái này là 60 đồng. Ở đây em có vài cây cây này là cây chùm ngây á, ok, rất chi là cao luôn, 5 feet mấy. 25 đồng một cây thôi. Dạ. Yeah. 25 đồng một cây. Rồi có cây su đũa này, su đũa này đây, cây rất chi là bự, 30 đồng.
Sale lỗ vốn hết. Mấy cái này là lỗ vốn nha. Đừng có trả giá em nữa, tội nghiệp em. À, ở đây có một cây hoa. Hoa này là hoa dạ lý hương này. Cây rất chi là bự này. Bận quá không có tưới nước được. Nó còn xoài Valencia Vine á, thì cái chậu 15 galon á em sale 130 đồng. Cái này pick up tại vườn nha. À, mấy tuần trước mà mấy anh chị mua cao hơn đó thì cũng đừng có giống như là đừng có phân biệt tại sao hôm lần trước mua cao lần này mua thấp là gì. Ok, lâu lâu em sale sạch vườn luôn em. Nên là cái giá nó sẽ khác với mỗi lần bán. Ok, lâu lâu là sale vậy đó, nên là mọi người canh sale mua. Mà hầu như lần nào cũng bán rẻ hơn người ta hết trơn á, chứ không phải là bán nói sale mà bán mắc hơn người ta đâu. Còn đây là một cây xoài, mà cây xoài này không có để tên nên thôi không bán nha, sợ lộn. Cái này á là cây mãng cầu sim nha. Mãng cầu sim có hai size, size 7 ga lông á thì em sale 90 đồng, size 15 ga lông á thì em sale 120. Ok, này là giá sale nha. Nên lần trước mua giá khác, lần này mua giá khác thì thông cảm giùm em. Đó, mãng cầu sim 15 ga lông 120, gốc cỡ hai ngón tay. Ok. À, nè, đây seri nè. Seri có trái này, đầy trái luôn. Sale mạnh 80 đồng. Nha, chơi lớn luôn. 80 đồng. Còn một cây duy nhất. Ăn trái cho mọi người coi. Ở đây có hai cây đào, nó ghép bốn loại cho một cây. Nó có vừa đào nè, vừa lum này, trái mận á, bốn loại cho một cây. Hai cây này á em sale 80 đồng, sale lỗ vốn nha. Cái nào lỗ vốn thì nói lỗ vốn ạ. Ok, cây mai tứ quý nè. Mai tứ quý á là chọn 15 ga lông, 80 đồng. Cây xoài này ok. Mấy người mua thì nói em á là Việt Nam mình gọi là xoài xoài cóc, dễ đậu trái lắm. 120 đồng chậu 7 ga lông. Rồi khế ngọt mà 7 ga lông á 90 đồng. Giá này là giá sale của cái lần này thôi, trong một tuần nha. Tính từ ngày thứ bảy tuần này tới thứ bảy tuần sau. Thứ bảy tuần sau hỏi em là lên giá khác rồi nha, nhớ chết trở lại bình thường nha. Xoài cát Hòa Lộc chậu 7 ga lông, tuần này sale 90. Đây mọi người phân biệt xoài cát giùm em nha. Xoài cát Hòa Lộc đó là cái lá nó này, nó có cái tim rất chi là dài mà cái lá nó rủ 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 rủ, rủ xuống đó. Tuần này sale 7 ga lông 90 đồng nha. Xoài Mun Cung Si, Mun Cung Si còn một cây bự này á, là sale 280. 280 gốc này. Mọi người nhìn cái gốc của nó này, khủng không? Đó. 280 đồng, cao khoảng 5 feet. Cây này hôm trước đã có trái rồi nha. Đây xoài cát Hòa Lộc này. Đó. Xoài cát Hòa Lộc 7 ga lông nó cao từ 4 tới 5 feet nha, tùy theo. Cái này là 90 đồng á, là sale chỉ pick up thôi nha, không có ship. Tại vì ship cái này là tính 4 50 lần một cây là ship nguyên chậu mà. Ở đây đây xoài Valencia Vine này 130 đồng xoài Valencia Vine 7 ga lông, cây rất chỉ là cao hơn 6 feet. Này trồng xuống là sang năm có trái liền, đảm bảo có trái, không có trái mang lại mang vốn em. Ok, tại vì cái hàng này em trồng rồi, em trồng rất chỉ là nhanh có trái mà dễ trồng. Ai mà trồng xoài mà chết mấy người xoài mai, năm đốc mai mấy cái xoài thái kia thì chết á, này kia nản á, không không chỉ muốn trồng một cái loại xoài ngon dễ. Rồi qua tới đây nè, cây xoài này gì không biết tên nhưng mà một là xoài thái, hai là mung cung si, nhưng mà em nghĩ xoài năm đốc mai thì nhiều hơn tại cái lá. Có thể là năm đốc mai. À, cây bự lắm nha, cây bự lắm. Em sale lần này em sale cũng chỉ 280 thôi. Sale lỗ vốn.
mấy cái này ai mua thì mua nhanh chân nhanh tay, tại mấy cái hàng sale mà hàng bữa. Ok, này sale lỗ vốn này 280 đồng, hàng bữa cây tám này đó, mọi người thấy không, tám rất chi là bự luôn đó, một cái cây của nó 280 đồng. Rồi đây xoài này có trái 7 gallon 90 đồng nha. Đây tên của nó nha, tại không biết tiếng Anh, không đọc mất công mấy cô chú cười đó. Trái này ăn cũng rất chỉ là ngon, bữa hổm em có hái em rồi, 90 đồng một cây. Dạ, sale hết vườn luôn. Đây có một cái xoài đẹp lắm mà không biết tên, có thể là mung con si, cái lá này nó nhỏ hơn đó, 280 đồng nè. Rồi xoài đây cũng còn nhiều lắm, nhiều loại lắm nha. Ngọc lan nha, ngọc lan chậu 7 gallon, tuần này chậu 7 gallon sale 80 đồng. Dạ, sale 80 đồng là ngọc lan này mua rất chi là lâu rồi mà bị lỗ, bị lỗ vốn so với cái lúc mua này, đã vậy còn bị lỗ cái công chăm này nha, rất chi là lỗ luôn. Nhưng mà ok, thằng này sale luôn, tại buồn buồn sale vậy á, sale chơi vậy đó, cho bà con cô bác mua được giá rẻ, với lại mấy cái đứa mà nó đang cạnh tranh với em, nó thấy em sale, nhưng mà nó thấy em sale một cây thế bắt đầu hả, nó cũng sale nhưng mà nó sale rẻ hơn, nhưng thật sự nó sẽ sale một vài cây thôi. Ok, không, em là em sale hết luôn. Yeah, coi tụi nó chạy theo, tụi nó sale cho tụt quần luôn. Ok, sale nhiều thì bà con sẽ mua giá rẻ, sẽ có cơ hội mua giá rẻ. Yeah, và cái hàng cây nó sẽ không có còn mà cao, không có còn mà giá trên trời giống như ngày xưa nữa. Ok, rồi vô trong đây có mận bò phum. Ok, bò phum lần này sale 100 đồng chậu 7 gallon, cây rất chi là đẹp. Yeah, 7 gallon cây rất chi là đẹp, sale 100 đồng. Rồi có sabuche Cần Thơ. Yeah, 100 đồng, em hứa là em sale hết, là em sale hết. Ok, cây nào em cũng sale hết, giá nào em cũng sale. Rồi cái này là cái mận Red Rocket, sale 80 đồng, sale mạnh, sale hết luôn. Red Rocket mà chậu 15 gallon á, sale 130 đồng nha. Yeah, thay vì 170 đồng, theo 130 đồng. Mận Red Jumbo, mận Thái Jumbo đỏ, sale ok, còn vài cây sale 90 đồng, cây khoảng 5 feet. Nha. Yeah, đó, nên là mọi người mà có mua thì xem trong video, rồi nói là ở trong video em sale như thế nào, thì khi mua em sẽ sale vậy. Tại đôi khi á, em sale em không có tính trước đâu, okay? Em theo cái ngẫu hứng thôi, nên là hỏi em á, đôi khi mà em báo lộn giá thì nhắc giùm em, chứ không phải là lúc bán giá này lúc bán giá kia. Lần này là em sale theo ngẫu hứng của em, ok, là em sale giá như vậy, nên là lỡ mà em có báo giá mà nó cao hơn á thì nhắc là trong video em sale cái giá đó thì em sẽ bán đúng y như vậy. Rồi qua đây nè, Honicha nè, táo Honicha là một trong những cái loại táo rất là ngon, táo em cực kỳ thích, nó giòn ngọt, dễ đậu trái, ít chứ là sai trái luôn, không bị xốp, không bị giống như là lâu lâu nó có cái trái nhẫn đắng, giống như là sugar cane thì lâu lâu có trái nó nhẫn đắng. Thì mấy cái hàng này là 7 gallon, năm vừa rồi đã đầy trái rồi. Ok, bây giờ trong mùa đông thì nó rụng lá, nên là sale cái giá 70 đồng một cây đó. Mọi người trồng á, không có chết đâu, tại vì nó rụng lá thôi. Cái mùa đông thì cái cây táo nào nó cũng sẽ rụng, nó ngủ lá, ngủ đông. Rồi chia 866 chậu 15 gallon. Dạ, chậu 15 gallon em sale 100 đồng thay vì giá 180 đồng như hồi đầu năm. Đó, một cái cây lan, cái táo lan này rất là bự. Ok, cây táo lan này em sale 80 đồng chậu 15 gallon. Rồi qua đây em có cốc Thái rất chi là nhiều trái luôn.
Cóc Thái nhiều trái, chậu 7 gallon cao 6 feet, sale 80 đồng. Đây, trái này. Dạ. Yeah. Đó. Trái này mọi người thấy không? 80 đồng. Không có cái giá nào mà lần nào mà em sale rẻ hơn lần này hết trơn. Đó. Cái này là big sale mà big sale toàn vườn luôn, chứ không phải sale một vài món nha. Yeah. Không phải sale một vài món để câu khách đâu. Lần này là sale hết. Dạ. Yeah. Rồi có ổi, ổi này là ổi ổi Đài Loan không hộp chiếc cành. Ổi Đài Loan không hộp chiếc cành 80 đồng giá pick up. Yeah. Rồi ổi Thái ruby có trái nha. Yeah. Ổi Thái ruby có trái. Đây mọi người thấy không? Thái ruby chiếc cành có trái. Những cái cây này là 250. Yeah. Giá pick up nha. Em có 4 cây thôi. Nè, mầm nó đang ra nè. Những cái cây này là những cái cây chiếc vô chậu khoảng 2 tháng rồi. Bây giờ nó đang có trái. Rồi cây này là cây Lắc Sabote. Lắc Sabote là 7 gallon, 70 đồng. Cây chưa có trái thì 70 đồng thôi. Sale lỗ vốn. Qua đây em có mận này, mận hồng Sóc Trăng rất chi là nhiều. Mận hồng Sóc Trăng em sale pick up á. Ok, lần này 80 đồng, sale hết. 80 đồng nha mọi người. Đó, 80 đồng thôi. Giá từ 80 đồng trở lên, tùy theo cái size chậu, nhưng mà giá từ 80 đồng trở lên em sale hết. Đây, ví dụ như cây này. Cây này 80 đồng này. Đó, chậu 3 cả lần. Thấy không? 80 đồng, cây rất là đẹp. Cây này cây xiết nha. 3 gallon. Giá này sale giá lỗ vốn rồi, nên khi ship là ok, bình thường là ship khoảng 30 đồng một cây. Thì cái này ship là phải 40 đồng, phải tính thêm tiền công ship vô chổng. Chứ sale lỗ vốn mà là còn mất tiền công ship nữa, làm không có được, phải lại còn bù hàng, không có làm nổi. Rồi, cái này là Thái Châm Bột. Thái Châm Bột 50 đồng. Ok, mọi khi em bán 60 đồng là rẻ nhất rồi đúng không? Lần này em sale 50 đồng, chỉ có 50 đồng một cây thôi. Đó, xung xê vậy. Đó, là giá pick up nha. Đó, 80 đồng là size 3 gallon 15 gallon vậy, 7 gallon là chỉ 90-100 thôi. Mận An Phước cũng vậy. Đây có một cái Thái Châm Bột đẹp ghê không? 50 đồng. Rất chi là đẹp. Ai coi nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì sẽ không còn cây đẹp. Yeah. An Phước nè. Yeah, An Phước mấy cái này á, thấy bự không? Chỉ có 100 đồng thôi. Này 120 đồng một cây mận có trái nha. Cái này là cây Châm Bột. Châm bộ, Thái Châm Bột có trái này, nó có hai trái, 120 đồng. Cái loại này là mận xanh trái chuông á, nó lớn lên nó sẽ giống trái chuông. Thì 120 đồng, cây đang có trái. Qua đây còn vài cây Thái Châm Bột nữa. Rồi mận hồng đào đá này, mận hồng đào đá 100 đồng. Dạ, yeah, mận hồng đào đá. Rồi mận này là mận Thái Châm Bột. Yeah. Ở đây em còn một cây chùm ruột, 60 đồng. Dạ, sale 60 đồng. Một cây hoa, cây này là cây hoa nguyệt quế á, nguyệt quế này rất chi là đẹp. 60 đồng. Sale 60 đồng. Một lần trước là 80 đồng, lần này sale 60 đồng nha. Mọi người đừng có thắc mắc là tại sao lần trước mua giá cao hơn lần này. Dạ. Yeah. Em nói trước rồi, lâu lâu em sale. Rồi khế ngọt có bông. Khế ngọt có bông. Đây, 60 đồng. Rồi Na Gia Việt Nam. Ok, một cây duy nhất sugar apple 50 đồng. Để ra mọi người thấy được. Yeah, 50 đồng. Big sale. Đây, rồi
Qua bên này em có các loại ổi, ổi nữ hoàng này, ổi nữ hoàng chậu 15 gallon, sale 130 đồng. Chậu nhỏ hơn á thì sale 100 đồng. Và trái này, mọi người thấy trái không? Mấy cái này á, ok, nhiều người gọi là diamond tại vì nó khứa khứa đồ, ba la ba la đồ. Đó. Rồi à, qua này em có táo Đài Loan. Táo Đài Loan rất là nhiều. Táo Đài Loan lần này xem 100 đồng giá pick up. Ship đó là 120 đồng, ship luôn chậu, ship một ngày nhận được cây. Đó. Rồi tới ổi ruby Đài Loan 130 đồng giá ship. Yeah. Pick up là 100 đồng. Rồi mận An Phước chậu 15 gallon 120 đồng. An Phước 15 gallon 120 đồng, cây rất là bự luôn. Đó. Này vườn ổi của em. À, khế này là khế chua mà khế gân, khế bonsai. Ok, 120 đồng. Cây rất là bự, đang có bông. Đó. Khế gân gốc này. Mọi người thấy đẹp không? 120 đồng. Đây, táo Đài Loan em đang cắt nhánh để cho nó ra nè, nó ra mầm nè, nó ra bông nè, nó ra, mình cắt đầu nó đi thì nó ra nó dễ đậu. Yeah, và lý là em không có muốn cho nó cao lắm. Một số thì em để cho nó cao, à, một số thì em cắt đi. Yeah. Cắt đi để cho nó đâm nhánh. Tại vì bán một lần không thể nào hết được. Này mình để dưỡng sang năm mình bán. Yeah. Đó. Thì cứ tới nhà pick up thì 100 đồng một cây. À, qua đây em có ổi này là ổi nữ hoàng. Em rất là thích ổi nữ hoàng, dễ đậu trái. Yeah, sai trái, dễ đậu trái, ăn giòn ngọt đậm đà, cực kỳ ít hột, gần như là không hột á. Ok, mà dễ đậu, cực kỳ dễ đậu luôn. Thì những cái cây trong chậu 15 gallon á, lần này on sale chỉ 120 đồng thôi, chỉ duy nhất lần này nha, một tuần thôi. Nếu như mà Đài Loan không hột, cây đang có trái, 100 đồng chậu 7 gallon. À, đây ổi nữ hoàng, mọi người thấy trái không? Trái rất là nhiều, dễ đậu trái lắm. Ở tiểu bang xa mà muốn trồng một cái cây ổi mà dễ đậu trái, có thể trồng trong chậu, trồng là có ăn thì nên trồng ổi nữ hoàng nha. Yeah, nó dễ đậu trái, nó thấp thấp lùng lùng thôi là nó trái đầy luôn. Đó, này trái nè. Thì những cái cây mà trong chậu 7 gallon á là 100 đồng. Trong chậu 15 gallon á là 130 đồng. Yeah. Đó, trái nè, mọi người thấy trái, thấy bông không? 100 đồng một cây nè, cây rất là, kéo ra cho mọi người coi. Yeah. Em bán cái công làm lời, thậm chí mà có những lúc mà hết tiền á, bán lỗ vốn để lấy tiền để, tại vì đôi khi mua bị quá tay á mọi người. Order hàng nhiều quá, lố, xong rồi bây giờ tới ngày tới tháng hàng nó về mình phải sell đi để mình lấy hàng vô. Chứ không có tiền một thân một mình, không có tiền dự trữ, không có giàu như người ta. Bây giờ mình mượn nợ thì giống như là cũng không có mặt mũi để đi mượn. Thôi thì mình có gì mình bán đó nha. Thì nên mới có những lâu lâu có những cái đợt big sale như vậy. Đây 100 đồng một cây, mọi người thấy đẹp không? Chỉ 100 đồng một cây. Đây ổi kilo nha. Kilo cây rất là đẹp, đầy trái luôn. Yeah. Kilo lần này em sale 80 đồng. Yeah. Năm ngoái hồi đầu năm hay mấy tháng trước đó là 120, lần này 80 đồng thôi. Cây đẹp, nhiều trái. Này hàng tiễn nha. Này, mọi người thấy dễ không? Dễ rất chi là nhiều. Đó, hàng. Đây kilo nè, mọi người nhìn nè. Trái nè. Thấy không? Trái nè. Đó, nó bự vậy mà nó còn sần sùi xấu xí như vậy, nó chưa có căng, tức là cái trái nó cực kỳ bự luôn. Nếu mà mọi người muốn bự thì mọi người để một cái cây vài trái thôi, chứ để cây nhiều trái thì không thể nào nó bự được một ký như mọi người như là lời quảng cáo được. À, thông cảm nha. Tại vì một ví dụ như cái cành này đi mà có bốn trái vậy mà mỗi trái một ký là nó gãy mất tiêu rồi. Yeah. Nên là trái nó sẽ nhỏ.
Đó, thấy không? Này, quá trời trái luôn. Nhưng mà ok, tại vì để vậy, tại vì khách đó thì thấy nhiều trái thích thì em cứ để thôi. Cái loại này nó cực kỳ sai trái, nó dễ đậu trái mà nó sai trái, mà trái nó rất là bự luôn. Thì 80 đồng một cây xí lô. Nếu mà em có quên thì nhắc giùm em. Có quên giá mà báo lộn giá thì nhắc giùm em. Thì lâu lâu ngẫu hứng sale vậy thôi. Đây có một cây y lăng này. Cây này là không chứ có bông rồi này. Ok. Cây này đảm bảo có bông rồi. À, tin em đi, cây này có bông rồi. Đó, y lăng có bông rồi. Cây này đó là 110 đồng. Nha. Yeah. Rồi những cái mảng cầu ghép này, này là tự ghép nha. Thì do thái đỏ tự ghép. À, đây, ví dụ như cái cây này 70 đồng. Đó, ba nhánh rất chi là đẹp. Rồi trứng gà 60 đồng. Dạ, yeah, chậu 3 gallon thì 60 đồng. Cây này hút nó cũng đã có bông rồi. Dạ. Yeah. Cây thị là 80 đồng một cây, lần này sale 80 đồng một cây. Rồi vô trong này em còn nhiều cái cây để sale lắm. Giống như là đây là một cây xoài Mahachanok. Mahachanok cây này là 180 đồng. Vải này, ok, vải 15 gallon lần này em sale hết 130 đồng. Dạ. Yeah. 15 gallon sweet hết 130 đồng, rất chi là đẹp. Nha, yeah. Sum xê đẹp lắm chứ không phải là ấy đâu. Đây mọi người nhìn này, cây rất chi là bự, 130 đồng thôi. Phân 14 nha. Phân 14 này, bịch 50 bao, loại này á em sale 100 đồng một bịch thôi nha. Các loại sabuche em đang có, em có đầu bò là ô ích. Ok, cái loại này nó rất chi là bự, cái trái cực kỳ bự luôn, dễ đậu trái, ăn ngon, trái bự không có bị cát nè, và dễ trồng. Thì em có mấy cái size bự như vậy á, là tính giá từ 1.300 một cây trở lên. Dạ. Yeah. Nó đang có trái, cây nào cũng có trái hết trơn á. Dạ. Cây rất chi là nhiều trái. Đây. Cây nhiều trái tán đẹp. Mấy cái này thì em có giao tới nhà. Dạ, nếu mà ở khu vực mà vòng vòng oxy đồ thì em sẽ giao tới nhà miễn phí, hay là khu 626. Dạ, trái nè. Mọi người thấy trái thấy bông không? Dạ, thấy ra mấy lứa rồi, chứ không phải là một lứa. Đây. Rồi mọi người mua cây gì á thì cứ gọi cho em, không mua cũng gọi tham khảo giá, hay là cần tư vấn những cái loại nào để trồng được ở khu mình, loại nào không trồng được, rồi cách chăm sóc cây như thế nào thì em sẵn sàng là chia sẻ với mọi người. Em có rất là nhiều mảng cầu, tại vì em thích mảng cầu đó. Những cái này thì em trồng trong chậu mà 25 hay 35 gì đó không nhớ nữa. Dạ. Yeah. Hình như là 25. Để sang năm này, em cho trái. Dạ. Yeah. Thì năm nay không có thời gian để thụ phấn. Rồi ở đây em có hai cây nho thân gỗ. Hai cây nho thân gỗ bự này. Ok, mấy cây này là em ship được nha. Đó, giá của nó là 400. Em ship luôn là 450. Ship ok lắm. Ship mà có lỡ có hôm trước ship một cây nó bị trễ 4-5 ngày sau khách mới nhận được, cũng rất chi là đẹp. Đây 400 một cây, một cái gốc nè, mọi người nhìn đi, gốc rất chi là bự, nắm một nắm tay mới hết. Thì cây này sẽ nhanh có trái mà sai rất chi là đẹp. Tiểu băng lạnh thì có thể trồng được, tại vì nho thân gỗ đây em cho coi nè, khó thấy quá, thì nó chịu lạnh được 25-26 độ. Ok, nó để ngoài nắng không có sao, nó thích nắng, thích nước, da và chịu lạnh. Đây em có hai cây rất là đẹp luôn, trồng sẽ nhanh có trái. Cây hiện tại khoảng 5 feet. Và một cây này thì cái giá nó cao, nhưng nó thật sự nó không có đẹp bằng mấy cái cây kia. Tại vì lúc vô hàng, cái hàng này nó vừa cao vừa mắc. Rồi những cái cây
Mận hồng Sóc Trăng lớn. Mận hồng Sóc Trăng lớn thì lần này on sale 250. Rồi có một cây ổi Đài Loan không hộp nha. Cây này thì 700. Đài Loan không hộp 700. Chậu 25 gallon, hình như 25 gallon. Rất chi là đẹp. Này năm ngoái nó nhiều trái lắm mà, năm nay không biết sao nó rụng trái. Rồi cây khế ngọt này, cây khế ngọt. Cây khế ngọt này 400 sale 250 nha. Đó, 400 sale 250. Rồi sabuche. Sabuche có rất chi là nhiều luôn. Sabuche này 300-400 tùy theo loại. Đây có một cây si lá gút này, hôm bữa mấy trái nó chín này. Si lá gút thì nó dễ đậu trái, đây nó ra bông ra trái nữa này. Thì cái cây này si lá gút này chậu 25 gallon á thì em để 500. 25 gallon. Rồi Alano. Alano 14 nha. Cây 14 này, bịch 50 bao. Loại này á em sale 100 đồng một bịch thôi nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của mình nha. Hẹn vào những video sau thì Kim có ship đi xuyên bang luôn, và Kim cũng delivery cho những bạn nào ở San Jose rồi Arizona thì các bạn là gọi cho Kim nhé, rồi biết thêm chi tiết. Bye.